iPhone 11 của Apple năm nay, hàng năm, Apple vẫn hút mở những điều thú vị trước khi ra mắt iPhone mới. Điều tương tự cũng đúng đặc biệt là trong năm nay, với doanh số iPhone giảm 12% trong quý 3 tài chính, lợi nhuận dự kiến sẽ giảm xuống còn 9,6 tỷ đô la Mỹ và nhiều người đang từ bỏ smartphone của Apple để chuyển sang dùng điện thoại Android. Vì thế táo khuyết cần đảm bảo iPhone 11, iPhone 11R và iPhone 11 Max hay bất cứ iPhone mới có tên gọi thế nào, đủ hấp dẫn để thu hút khách hàng chí ít là những người dùng trung thành sẽ nâng cấp. Dựa vào thông lệ những năm trước đây, trang CNET dự đoán, Apple sẽ giới thiệu iPhone mới vào ngày mùng 10 tháng 9 tới. Tất nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán chứ chưa hề có xác nhận nào từ Apple, nhưng có một số lý do cho thấy, đây là thời điểm thích hợp nhất. Trong 7 năm qua, Apple đã công bố iPhone trong cùng một tuần với ngày lao động của Mỹ, vào thứ hai đầu tiên của tháng 9 hoặc tuần tiếp theo. Năm nay, ngày lao động vào thứ hai ngày mùng 2 tháng 9, nếu vẫn theo quy luật đó. Apple sẽ công bố iPhone mới vào thứ ba hoặc thứ 4 tuần sau, tức là vào ngày mùng 10 tháng 9 hoặc 11 tháng 9. Cả hai ngày này đều phù hợp với quy luật đó, nhưng ngày 11 tháng 9 là một ngày buồn của nước Mỹ, nên khả năng 10 trên 9 sẽ là ngày được chọn. Người mua cũng có thể sẽ được đặt trước từ ngày 13 tháng 9. Trong 7 năm qua, người dùng có thể mua iPhone mới thông thường vào thứ sáu, khoảng tuần thứ ba của tháng 9, một tuần rưỡi sau khi iPhone mới ra mắt. Vì thế năm nay, ngày iPhone 11 lên kệ sẽ vào thứ sáu ngày 20 tháng 9 những chiếc iPhone đặc biệt như iPhone XR, iPhone X và iPhone SE được xuất xưởng theo thời gian riêng biệt. iPhone XR ra mắt vào tháng 10, nên nhiều khả năng iPhone 11R cũng sẽ đến tay người dùng vào tháng 10 năm nay. Tóm lại, iPhone 2019 sẽ được ra mắt ngày mùng 10 tháng 9, cho đặt hàng trước từ 13 tháng 9 và lên kệ từ 20 tháng 9. Tất nhiên, đây chỉ là dự đoán mà không có xác nhận nào từ phía Apple.